Tiếp theo là bước đồng bộ màu. Thì bạn vào bật để nguyên máy như này giúp mình 30 phút đến 1 tiếng để nó loát màu. Thì đám mây nó sẽ có hiện tượng như này, nó sẽ loát màu như này. Bạn để nguyên máy 30 phút đến 1 tiếng, bạn không thoát màn hình, không tắt máy, không ao áp ra ngoài, để nguyên như vậy. Nó sẽ loát như này ạ. Lúc loát thì nó sẽ hiện ảnh mọi người trong này, mấy ảnh đen vậy, ảnh mọi người này, bạn cứ để như vậy nha. Lúc loát xong thì xóa là được. Khi loát tầm 3 phút 1 tiếng, nếu mà đám mây nó hiện mục là đá đồng bộ và sao lưu như này, từ tích V có chữ tích V ấy, và đá đồng bộ và sao lưu, thì bạn tắt, bấm tạm dừng đồng bộ đi nha. Đấy, đủ thì bạn hãy tắt đi. Bạn bấm vào phần đám mây và tắt đi. Đấy, nếu nó hiện tích V và đá đồng bộ thành công thì bạn mới tắt nha. Sau đấy bạn xóa ảnh mọi người, bấm một ảnh bất kỳ, bạn dí vào, bạn bấm tất cả ảnh, bạn xóa đi. Sau đấy bạn dùng ảnh chỉnh ảnh bình thường. Cách chỉnh thì bạn bấm vào phần camera này, bạn bấm từ thư viện ảnh, bạn chọn ảnh để chỉnh nha. Bạn bấm vào phần cái sắn ở đây để chỉnh màu, bấm vào phần của bạn. Ở đây thì sẽ có mục màu rất là nhiều ở đây, tại vì của mình làm video ấy, mình loát có một tí thôi nên nó chỉ hiện một số màu thôi. Bạn chọn màu để chỉnh nha, màu rất là nhiều ạ. Nếu bạn chỉnh màu mà bị đơ ấy thì bạn báo nhân viên để cài lại nha, cài để tránh đơ ấy. Đấy, nếu bị đơ thì bạn báo với bạn nhân viên để xem. Sau khi bạn chọn màu ưng ý của bạn xong ấy, ví dụ mình chọn màu này, bạn bấm tích V. Sau mình bấm ở phần này để lưu, bấm xuất ra thư viện ảnh là lưu ảnh nha. Ví dụ như mình muốn chỉnh một lúc 3 ảnh cùng màu thì mình chọn 3 ảnh. Sau đây mình vào chọn ảnh, một ảnh mình chọn màu mình thích. Ví dụ mình chọn màu này, sau đó mình ra ngoài, mình dí vào ảnh đấy, mình bấm vào phần sao chép, mình chọn hai ảnh còn lại, mình bấm dán vào thì màu này sẽ tự động có cả 3 ảnh luôn. Sau đó mình bấm lưu, xuất ra thư viện ảnh. Vậy đã chỉnh ảnh thành công. Cách điều phối màu thì bạn vào phần ánh sáng này, bạn có thể kéo lại màu bạn muốn, kéo ánh sáng các thứ. Và phần màu sắc thì bạn chỉnh để thông số màu, và ngả vàng, màu xanh. Phần trộn thì bạn chỉnh chi tiết màu như màu đỏ, mình có thể chỉnh lại cho nó màu vàng, ví dụ ảnh có màu vàng mình có thể chỉnh lại. Tiếp theo là phần chi tiết, là mình có phần giảm nhiễu hạt làm mịn ấy. Đấy, hai thanh này rất là mịn luôn. Vậy là cách cơ bản dùng chỉnh ảnh như vậy bạn nhé.